Sau khi các bạn gánh hoa, gánh lá xong thì các bạn khâu lót nha. Đây, miếng vải lót này mình đã khâu sẵn nè. Còn mấy cái miếng này đánh dấu nè, các bạn cứ để đó, khi mà chúng ta ráp túi vô thì rất cần đến nó. Khi mà khâu lót túi thì các bạn cần sử dụng những cái kẹp này để cho cái túi của mình nó không bị lật. Đây. Lót túi thì các bạn cắt miếng vải, cắt những miếng vải thế này rồi các bạn khâu vào thôi. Túi hoàn thành nó sẽ như thế này. Và đây là tấm hai hông và đáy. Rồi chúng ta tiến hành ráp túi nhé. Mình sẽ ráp tấm thân trước và cái thứ hông. Khi mà móc á, các bạn chừa cái đường, chừa cái sợi chỉ thừa này để chúng ta khâu này. Tấm này và tấm này chúng ta chú ý là đừng có để nó về một phía, mỗi cái hai bên ha. Rồi các bạn dùng cái kim đánh dấu, các bạn đánh dấu vô. Các bạn lưu ý là chúng ta ướm cái đường này, chúng ta ướm vừa với tấm thân trước, sau đó chúng ta đánh dấu hai đầu này, đánh dấu ở giữa, xong rồi chúng ta mới đánh dấu ở hai góc, xong các bạn di chuyển làm sao cho nó thật là đều thì cái túi của chúng ta cân xứng. Khi mà chúng ta đánh dấu xong thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta khâu túi nhé, các bạn lưu ý nha.